cô kém chưa thế đùa thế đùa anh sao cho chị chi cánh cụt kìa kêu anh hỏi em. Hình như chị rất thích chim cụt. Anh kêu hỏi đi. Kiểu đi ăn cỗ nên là trời mưa mà áo mưa mà cái bỏ quần áo mà ẳng luôn ấy. Có cái đầu này không đi hay là cứ đi thế này. Thế là gọi lại nhìn đằng sau rồi trông mày giống chim cánh cụt quá. Rồi nó cứ gọi là cánh cụt. Còn lên forum thì mọi người cứ gọi là chim cụt chim chim cụt. Chim cụt 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 chim cụt. Tên tuổi giới tính. Tên là gì? Tên là Thảo. Tuổi bao nhiêu? Tuổi vừa bước sang tuổi 19. Giới tính bao nhiêu? Giới tính là giới tính bao nhiêu? Nữ 99%. Một phần trăm. Một phần trăm. Một phần trăm là vẫn có thể thay đổi được. Nhưng mà bạn nào sinh quá là có thể nới định nhỉ? Nghi ngờ đúng không? Bạn này có trong nghi ngờ cần có ban giám khảo kiểm chứng. Ủa em tình nguyện, em xin làm người tình nguyện. Chơi quen Quang. Không chờ cái bàn này tốt thở. Cái gì nhìn chị có nhiều không? Hả? Xin nhìn chị có nhiều không? Ý, khè khè lắm. Cách đây hay không? Ôi sao tao không biết. Mọi người chúc mừng mình không biết. 1/8 nhá. Rồi cái tao 1/8. Đúng quá nhỉ. Tiếp tục. Đấy hôm đấy con cũng 1/8 qua thôi. Chị đổi tính 3 lần luôn. Chị đổi tính 3 lần rồi. Trong tương lai có thể là nếu mà thích thì sẽ sang cái lắm. Bao nhiêu lần? Bao lần? Đấy là trong tương lai, trong quá khứ là chưa, và hiện tại là vẫn là nữ. Rồi 99 thôi. Rồi 99. Tôi phải tăng lên là tôi không chịu đổi. Thế này nhá. Đố chị thì được cái cũa cùng đôi với cái cũa thì em không? Ta đố cái cũa này vậy. Dạ. Đến chị nhỉ? Ta nói tâm trí. Chị đã bao giờ không mặc đồ mà nhảy trong gương? Ôi mẹ ơi. Nhưng mà chưa nhìn vào gương. Con nhảy thì có rồi. Gương thì có. Chưa nhảy à? À đấy có khoảng mà. Đi ra, để em đi. Ô tô. Cái đồ này. Đây này ngồi. Thế rồi. Ô. Chị có yêu anh không? Đó ai đó? À chị hôn anh thèm anh làm rồi. Muốn nó đếm kìa. Rõ ràng hôm qua xong. Cái gì? 9 giờ tối hôm qua. À đây. Đang muốn tập hợp là cái gì đây? Không. Đấy là đang định chơi xong là nó cúi đầu xuống thì nó trượt lên. Thế là trượt. Không tính là hôn nhá. Đây là cắn con trán. Nó gọi là tuột. Quên. Chị ơi, chị xin học công an học năm ấy. Nên đùa ấy, tại con A2 này, cùng ai đấy ạ? Điền danh ấy. Thể thông. Ôi. Thể thông. Ba người để thi đấu hết. Ôi, thi đấu đi. Anh thấy là mày giống thi đấu. Thi đấu cái của Thảo là gì? Tại sao ấy? Thi đấu cái này sao nhanh lắm? À, xin lỗi. Em lúc phần tiêm. Vẫn còn. Không biết đầu tiên được không đấy. Tiêm. Quý anh. Đây là thật 100%. Quý anh nhất trong tất cả người ở đây. Nếu không thôi rồi. Đây. Chứ mấy sao mình trời đất vãi cả chó. Cái này thì gì? Khác giới. Con này cái này, cái mà cái cái không phải là ngay. Thế bắt đầu. Thôi chơi câu hỏi đi chuyện. Không dễ luôn. Mà nói như Hà Nội. Người trả lời đó. 1, 2 chuyện nào một lần nữa. Ba rồi đấy. Sao mà đến anh đi nhá? Đúng rồi. Cứ hỏi là ba rồi. Nếu bây giờ tôi làm mối cho Thảo với cả ít cuộc đời nhà tới thế nào? Tôi đồng ý cả hai chân, thành đại ơi. Hay. Đẹp mà. Đẹp, tao còn 1% là tôi chịu lời mà. Đúng rồi anh. Thế tao đây hỏi đến. Phe của đây, cô đây, cô đây, quý anh nhân trong đây. Đây. Chị Hoa là đều hỏi yêu. Anh nhất. Anh nhớ không nhất. Đấy. Anh thân mình nhất. Thôi sao mà rồi. Thôi như này. Nó bảo con quý nó nhất. Anh thân mình nhất. Các giới của mình. Trong này có 100 đi, em quý cái 100 đi. Không. Lửa có rơi trong bát đi. Giờ không nghĩ về mình, trời không rất gì ạ. Thôi, em buồn ngủ. Anh cũng sẽ thành
bè ở đây là muốn giờ rồi. Thế mấy năm học thế đấy, em cứ thế nó có giới tính nó có bất đẳng không? Dạ, mập mờ lắm. Anh nghi ngờ giới tính của em một chút. Lần thì nó sang nhà cái sinh nam lần. Lạc đề, lạc đề, lạc đề. Không, em sang nhà cái sinh nữ chẳng quan là chỉ để tâm đến sinh. Nhìn thôi. Nhìn thôi. Cho nên là cái đấy càng khẳng định cá tính của em. Rồi, thế này càng nhỏ. Đến anh à? Nhìn thôi. Em thích nhất ngoài đàn con Zoom. Quan tâm ít. Ý là chỉ có muốn anh tiền là boy tâm ít. Xoáy. Vậy. Tâm ít. Tâm ít bằng tùy. Ông nội chú à? Trong room à, chị ơi, trong room mà. Ủa, trong room à? Room là gì đi? Trong room gì? Trong room thì có ai? Thế mà anh chém anh gặp nhỉ? Người chắc là mình thôi. Hôm nọ thì em không lên mạng. Bây giờ có một 8x này, một 9x này và một x một đời. Em thích ai? Đâu 9x đâu? 9x đây. Mày là 9x. 9x, 9 hơn cả 9x. Nick à? À Nick á? Có, nó đang nói đường có nhưng mà không đi thôi. Thiệt muốn thì đi ba chứ. Tôi thích vừa đặt đi. Ui tới kìa. Đấy. Ai là nhau. Chú. Còn mỗi chú. Mày đã mấy cái. Thiệt quá. Cẩn thận đi em đi xử qua đường. Đây chẳng lẽ chú này chứ. Kiểu này tối nay ngủ xong nhà báo bảo vệ rồi. Tôi bảo vệ thế. Đuổi. Cầu này hay thằng là tay tạo không được nhá. Không được, ai chưa nói chạy. Thích nhá. Thích nhá. Thích nhá. Thích cái nào? Thích cái nào? Thế nó hơi buồn. Thầy đi ăn rồi. Thầy đi nằm rồi, em đi nó. Không. Thầy thích ai nhá. Không thích ai nhá, thầy thích quý thôi. Thầy thích quý ai nhá. Ai nhá. Thầy thầm. Thầy không. Quý. Quý. Nói cho người tôi. Em cho một hôn người ta đâu. Nghe đâu. Cô không muốn nói ra, nói thật được. Ăn dài này các con đi. Nhiều người quý không nhất gì thì hết. Bây giờ bằng nhau đi. Không. Này tụi em ăn được. Ôi, tặng. Đừng đứng ra.